Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn anh chị em thân mến chúng ta đang sống trong mùa phục sinh mùa của niềm vui vì chúa đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta và đã sống lại để trao ban sự sống mới cho tất cả chúng ta tuy nhiên nhìn vào thực tế ai trong chúng ta cũng nhận thấy rằng nơi tâm hồn của ta vẫn còn có rất nhiều những buồn phiền, lo lắng, thậm chí là cả những chán trường thất vọng nữa. Nói như Đức Giáo Hoàng Phan Cô, có nhiều Kitô tô hữu ngày hôm nay chỉ sống thời gian của mùa chay mà không có phục sinh. Nghĩa là có những cuộc đời chỉ thấy u sầu ảm đạm chứ không thấy được niềm vui, bình an đâu cả. Vậy thì những ưu phiền sầu khổ từ đâu mà đến? Thưa anh chị em, nguyên nhân thì có rất nhiều. Có thể là đến từ bên ngoài như là chiến tranh, dịch bệnh, hận thù ghen ghét, hay là mất việc làm, hay là do bất công, xã hội tạo ra, vân vân. Nhưng mà cũng có thể đến từ chính lòng người, từ sự tham lam, ích kỷ, cái chủ nghĩa tôn thờ vật chất, đề cao tiền bạc, và chỉ có ham thích hưởng thụ thôi thì chính cái khuynh hướng này khiến con người dễ rơi vào bế tắc và tuyệt vọng người ta ra sức tìm kiếm những của cải những trò giải trí vô bổ để mà thỏa mãn những đam mê những dục vọng bất chính của họ khi ấy thì người ta chỉ còn khép lại ở nơi chính mình trên những thú vui riêng tư và lúc đó lòng của con người không còn có chỗ cho người khác nữa Đồng thời người ta cũng không còn nghe được tiếng của Chúa Và cũng chẳng thể nào mà hưởng được niềm vui Từ tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho họ Vậy thì làm thế nào thưa anh chị em Để chúng ta có thể tìm lại được cái niềm vui và bình an Ở trong tâm hồn của ta Thì trong bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi Hãy ở lại trong tình thương của Thầy Và để ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu Ta cần phải tuân giữ các điều răn của Ngài khi mà Chúa bảo rằng nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Và điều răn ở đây không gì khác hơn chính là lòng yêu mến. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và khi ta yêu thương nhau cũng là lúc mà ta không còn đóng kín, còn khép mình lại nữa, nhưng là mở ra để có chỗ cho người khác, cho Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời của mình. Và chắc chắn lúc đó ta sẽ có được niềm vui của thiên chúa, một niềm vui trọn vẹn, niềm vui đầy tràn mà không ai có thể lấy mất được. Đó chính là cái điều mà thánh Francisco Assisi đã xác tín và đã sống khi bảo rằng chính khi hiến thân là khi được nhận lại. Thế ta cảm ơn Chúa đã ban lời hằng sống của ngài cho ta và xin cho chúng ta cũng biết sống điều Chúa dạy hôm nay đó là biết ở lại trong tình thương của chúa qua việc tuân giữ các điều răn của chúa nhất là điều răn mến chúa yêu người để ta có được niềm vui trọn vẹn được ở với chúa và được ở với nhau amen